dành phim hoạt hình như Cu Bo không là sao con? Tại Cu Bo nó ngủ rồi nên con tranh thủ coi chút xíu. Chứ nó thức con đâu có dành lại nó đâu. Không lo phụ mẹ chăm sóc cháu. Ru nó ngủ phụ mẹ để cho mẹ nghỉ ngơi một chút gì trơn á. Trời ơi, dành Cu Bo được với mẹ à. Anh chị còn không dành lại mẹ nữa à. Trời ơi, con vừa mà đẩy vô cái mẹ đó. Thôi để mẹ, con đâu có kịp đâu. Thì cháu cưng của mẹ mà, đứa nào mà được đụng vô. Nói chắc vậy thôi. Ai mà đụng với Cu Bo với mẹ là biết tài mẹ nữa. Thì đó. À mà nhắc hai đứa nó mẹ mới nhớ nghe. Một chút nữa mà anh chị con về á, là nhớ nói với nó là bữa nay Cu Bo ngủ bên phòng mẹ, không có được mang về phòng nghe chưa. Ôi thấy mẹ hả dành cháu nội hả với anh chị chắc con không dám lấy vợ luôn á. Trời ơi, có thấy quen ai đâu ông ơi, làm như có giá lắm mà lấy vợ. Trời ơi mẹ khi dễ con quá à. Tại hả con không muốn thôi chứ con mà muốn hả là quá trời luôn á. Vậy à. Với lại mẹ, có bao giờ mà mẹ nghĩ là hả sẽ cho anh Tôm chị Thanh ra ở riêng không? Cái gì? Đi ra ngoài ở riêng rồi nó mang Cu Bo đi theo sao? Dạ, tại vì con nghĩ á hả, vợ chồng mẹ riêng á hả sẽ cố gắng hơn với lại không mỹ y vào hả sự giúp đỡ của gia đình. Không, nhà này con cháu là phải ở chung với nhau hết, không có được phép ra ngoài ở riêng. Vợ chồng của con Tôm mới nói vậy hả? Nè, đừng có nói là con tài lanh, con mớm lời cho anh chị nghe chưa? Dạ đâu có đâu, con chỉ ví dụ thôi, lỡ sau này mà con có vợ, con sẽ làm như vậy. Cái gì? Con mà lấy vợ là phải ở chung gia đình mình. Ít nhất là 10 năm mẹ mới cho ra ngoài ở riêng. Trời, mẹ khó vậy chắc con ế luôn quá. Nhưng mà hả, lỡ mà sau này con có yêu ai mà mẹ không vừa ý á, con sẽ làm giống như anh Tôm, ăn cơm trước kẹn. Con mà làm chuyện đó nghe chưa, là mẹ từ mặt con luôn á. Quen đứa nào là phải đưa về nhà giới thiệu ba mẹ đàng hoàng. Mẹ chấm ít nhất phải 8 điểm mẹ mới cho con cưới. Thôi, với cái thang điểm của mẹ hả, con nghĩ là hả toàn âm với lại hả dưới trung bình không. Không có ai mà hả đạt 89 điểm hết á. Con làm ơn thông minh giùm mẹ chút nha. Nếu như mà con nhìn cái cô bé đó mà nó âm điểm, trời ơi làm ơn chia tay liền, bye bye liền. Đừng có liên tiếp giùm mẹ cái, hiểu không? Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Bảo đảm nói xong mẹ sẽ hú hồn. Đừng có nói là cơm ao với mẹ nha. Đâu có đâu, con có bạn gái rồi. Thiệt không? Dạ thiệt. Tụi con quen nhau từ thời cấp 2 à. Nhưng mà cấp 3 bạn con đi du học. Ai? Tụi con yêu xa 2 năm. Chưa có tính tới chuyện cưới xin đâu nên không có dám nói với ba mẹ. Vậy là hai đứa bằng tuổi với nhau. Dạ. Mà đi du học hả con? Ờ, học ngành gì vậy? Mà ba mẹ nó ở đâu? Rồi làm ngành nghề gì? Mà nó học ngành nào? Rồi nó đẹp không? Nó bao nhiêu tuổi? À nó bằng tuổi con quên. Nó ra sao rồi con tả cho mẹ nghe coi. Mẹ từ từ được không? Mẹ nói quá con không kịp trả lời luôn á. Mẹ nôn nghe. Nhưng mà bạn con về nước rồi. Ờ vậy thôi khỏi kể mẹ lên. Đưa nó tới đây. Mẹ hỏi nó trực tiếp luôn, khỏi cần con kể. Lúc đó mẹ gặp nó mẹ hỏi thoải mái luôn, hen. Con gấp quá mẹ. Có cái gì đâu gấp. Hay là bây giờ con tính đến chuyện mà nó phải dày con mới chịu đưa về. Hả? Nè, đưa về đi. Mẹ nhìn qua là mẹ biết con bé nó là người đàng hoàng tử tế làm sao liền. Ờ, à, trưa mai nghe con nha. Con mấy chiều đi nghe. Chiều có con Đăng Thanh ở nhà. Để cho mẹ hỏi con bé này, Đăng Thanh nó sẽ biết được cái cách thức mẹ tuyển dâu tiêu chuẩn của mẹ bài bản ra làm sao. Cái chuyện này cũng tiêu luôn quá. Ủa? Tôm? Ủa ba? Ủa ba hẹn khách hàng ở đây hả ba? Hẹn đâu? Đi làm về mà má con kêu là về lo cái chuyện đối phó với người thứ ba. Má bay không cho bà có ý kiến thì thôi tốt nhất tôi qua đi con né luôn. Con cũng vậy nè ba. Con phải ẩm Cu Bo qua đây để trốn đó. Để cho nhà yên ắng rồi để cho mẹ hành chuyện đại sự. Cu Bo đâu? Dạ Cu Bo anh đang trừ anh ẩm đi chơi rồi. Vậy hả? Bình thường là Cu Bo là một cái vật quý trong gia đình này. Không bao giờ mẹ của con mà cho nó đi đâu hết. Bữa nay cho nó đi bụi luôn rồi. À. Thấy là tình hình thì căng lắm luôn rồi đó. Rồi giờ sao với người thứ ba này? Con hy vọng á là mẹ sẽ cư xử nhẹ nhàng với người thứ ba này. Con nóng không con? À, dạ không, con đâu có nóng đâu bác.
Quạt đi, nóng lắm á. Dạ không. Ôm sát rạc như vậy mà không nóng à? Một chút mà mồ hôi nó tuôn ra hết thì sao? Hả? Chắc tụi nó quen rồi mẹ. Em mà thôi mình bỏ qua cái thói quen này đi em. Bỏ cái tay ra mình lấy đồ ăn mình ăn nè. Dạ. Con mời bác, em mời chị. Mời em. Tự nhiên quá. Ủa, quà cáp gì đây? Mang qua biếu bác đó à? Ồ, hộp bánh sao? Con ơi, nhà này á không có ai ăn bánh kẹo hết trơn á. Con biết sao không? Sợ mập đó con. Mà chưa kể nữa nghe, mấy cái bánh kẹo này á, phẩm màu á, quá chất không à, nó hại cho sức khỏe mình kinh khủng lắm con. Sao mấy cái này nghe quen quen vậy mẹ? Tự nhớ đi con. Mấy này á, nhiều khi á là hàng lậu đó con. Trời ơi, tiêm chích thuốc không à, ăn nguy hiểm lắm. Cho nên á, bà nội cô không có thích ăn mấy hàng lạ đâu. À dạ dạ, nhớ rồi. 2-3 năm về trước. Dạ thôi thì dạ Phi Lân mời con qua chơi gấp quá cho nên con chỉ kịp chuẩn bị một ít bánh kẹo mà con mang từ nước ngoài về. Để biếu cho gia đình mình với lại cô Bo. Nhưng mà đồ này đã được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm hết rồi, bác cứ yên tâm. Đúng rồi mẹ, yên tâm đi mẹ, đồ nước ngoài mà chất lượng lắm. Lầm chết đi, cứ nghĩ là ở nước ngoài là an toàn thực phẩm không có đâu nghe. Coi vậy chứ hả, cũng hàng tùm lum hết trơn á. Nên là thôi, cái chuyện này cứ để đi đi ha, ghi nhận tấm lòng của con. Con nè, con đi du học như vậy thì chắc là học giỏi lắm hả? Con được học bổng phải không? Rồi học ở bên đó con học ngành gì? Con tốt nghiệp chưa? Hả? Con sao? Mẹ, mẹ yên tâm đi, Lam học giỏi lắm luôn á. Đi du học từ hồi năm lớp 10 rồi. Nên mẹ cứ yên tâm về cái khoản đó. Dạ, con có học bổng thưa bác. Nếu mà tiện á, con mai qua chơi. Mai nhớ nghe, trước khi qua là soạn bằng học lớp 12 nè. Rồi tất cả những bằng cấp gì ở Việt Nam, rồi bằng cấp ở bên nước ngoài, con mang qua hết cho bác coi thử ha. Gì vậy mẹ? Thì thằng Lân nhà mình nó học giỏi quá trời quá đất luôn. Con biết không, Lân ở đây nói tiếng Anh như gió. Bằng cấp là giỏi hết. Đó, cho nên là Lân nó giỏi thì bạn gái nó cũng phải là tương xứng với nó đúng không? Xứng đôi dừa lứa. Chứ đâu có thể nào mà thua bạn Lân được. Trời ơi mẹ ơi, người ta đi làm dâu chứ đâu đi xin việc làm đâu. Tự nhiên đem bằng cấp qua nộp cho mẹ chứ. Ủa mà có không em? Có thì về gom nhanh nhanh đem qua nhà chị liền nha. Con đã nói rồi, Lam học giỏi lắm, sẽ không làm chị với mẹ thất vọng đâu. Cái chuyện thất vọng hay không không cần biết, nhưng mẹ tuyển dâu là như vậy đó. Cái gì cũng vậy con hen, mình mất lần trước được làm sao để sau này hiểu nhau dễ dàng với nhau hơn con hen. Ủa là mẹ quyết tâm coi hả? Ủa sao trước mày không coi con? Có bằng à? Hỏi chi cho quê vậy trời. Nè con biết nấu nướng gì không? Ba mẹ có chỉ dẫn làm bếp núc gì không? Chưa à, con gái mà chuyện nội trợ mà không biết, đi ra ngoài xã hội có thành công cỡ nào cũng không có được đâu nghe con. Mẹ à, mấy cái chuyện này từ từ làm học sao cũng được mà. Bây giờ mà không học thì đến khi nào học? Lấy chồng về nghe, đẻ con là phải biết quán xuyến hết tất cả mọi chuyện bếp núc. Chứ giờ để về tới nhà rồi làm dâu rồi mới mẹ chồng mới dạy hay sao? Tại vì con đi nước ngoài từ bậc trung học cho nên con ít có việc nấu nướng. Do ở bên đó là chỉ tập trung học với lại đi làm thôi. Nhưng mà con cũng biết nấu những món đơn giản mà bác. Vậy là em thích nghi giỏi á. Vậy mẹ yên tâm đi, cái chuyện bếp núc trong nhà mình á, chắc chắn em cũng sẽ học cách nhanh gọn lẹ. Cái chuyện này mà không hỏi ngay từ đầu á là bị hố giống vậy làm sao? Vậy Rồi bác nghe nói đi nước ngoài học tới 7-8 năm. Ở bên đó sinh hoạt cuộc sống của giới trẻ nó rất là thoải mái. Chắc chắn rằng là nhiều năm như vậy là con sẽ có bạn trai bển rồi, đúng không? Đúng là con có bạn trai bên đó nhưng mà đã chia tay rồi bác. Chia tay rồi mà mẹ. Trời ơi, chia tay người này thì mình quen người khác thôi, có gì đâu mẹ. Hay quá em. Để mẹ hỏi em. Dạ. Lần sau mà con đến chơi á, con nhớ mang theo hộ khẩu gia đình nha. Với lại lý lịch các thành viên trong gia đình nằm ở trong cái hộ khẩu đó. À, nhà gia đình nào cũng có chụp cái hình mọi người
đẹp tuyệt đẹp treo á, con có cái hình nào con chụp lại bằng điện thoại cũng được, con mang qua cho bác để bác coi nữa coi ha. Thôi em nha, may mắn lắm luôn á, được mẹ chị ưu ái. Thế sao đem giấy tờ sổ hộ khẩu gia đình qua đi, xong rồi cái mẹ đi lên phường đăng ký kết hôn cho em với Lân luôn. Đúng không mẹ? Cái này cái gì? Dạ. Để mẹ tìm hiểu. Ủa tìm hiểu gì? Mẹ vô phường làm hồi nào vậy? Vô phường làm gì? Tự nhiên mẹ kêu ta đem giấy tờ qua tính làm đăng ký tạm trú đăm vắng hả? Tạm trú đăm vắng gì? Hiểu lý lịch chứ đâu phải như mấy người đâu. Lại con nữa hả? Nghe con nghe. Dạ. Thôi nhà con đang có việc bận, con xin phép bác con về. Con chào bác. Ủa Lam, Lam chưa ăn cơm Lam ơi. Lam, Lân chạy theo Lam. Lân, ai cái thằng này ở nhà không có chạy theo. Mẹ để Lân nó chạy theo Lam đi, mẹ Lam với Lân là phải đi chung một cặp mẹ. Mà tại sao cái thằng này nó bỏ đi theo gái gì không biết nữa. Con gái gì mà mới nói có câu trước câu sau à, là trả treo rồi bỏ đòi về. Thứ gì đâu á, vậy sao làm vợ làm dâu nhà tôi được. Mẹ, con nói thiệt luôn á, cái này là mẹ khó lắm luôn á. Chứ con, ngày xưa mẹ nhớ con đi, con cũng hốt hoảng bỏ chạy vậy đó. Mà con không có được mạnh mẽ như em. Con chạy ra ngoài cửa này nè, con đứng con khóc. Còn em chắc đang chạy về nhà mấy phụ huynh đó. Đáng lý ra đó, lúc đó đó là mẹ có đủ thời gian để tổ chức một cái cuộc là tuyển chọn dâu cho thằng Tôm. Nhưng mà chính con làm cho mẹ không còn cơ hội để tuyển dâu nữa. Rồi bây giờ con lại nói là mẹ khó là sao? Con đâu có ép đâu mẹ. Lỡ cái bụng nó trình ình ra như vậy thì mẹ phải cưới con về cho anh Tôm thôi. Nhưng mà mẹ, cái chuyện đó có lâu rồi. Cô Bo bây giờ 2 tuổi rồi mà mẹ nhắc hoài vậy mẹ. Chính con là người nhắc mà. Mẹ nhắc rõ rè